Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN TV để xem chương trình Nguyễn Trường Văn Châu Talk Show. Và chương trình ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Thanley Yến với số điện thoại 714-418-9788. Quý vị cần order Yến có thể vào trang web là thanleyyen.com. Và nếu quý vị nào muốn bảo trợ cho chương trình Nguyễn Trường Văn Châu Talk Show thì xin gọi về đài CBN với số điện thoại 714-316-5999. Và trở lại với dịch bệnh corona. Những cái tin tức cập nhật mới nhất về vấn đề dịch bệnh corona đó thì thưa với quý vị, cho khi đến lúc chúng tôi lên chương trình ngày hôm nay đó thì ở tại Hoa Kỳ này đã có 11 trường hợp tử vong vì vấn đề corona, 10 người ở Washington và 1 người ở California. Ở miền Bắc California, ở gần cái khu gọi là Sacramento đó, Placer County, đó là tin mới nhất. Và sáng hôm nay chúng tôi cũng có nhiều cái tin cập nhật là nhiều thành phố đã bắt đầu tuyên bố tình trạng y tế khẩn trương về vấn đề dịch bệnh để cho mọi người có thể chuẩn bị. Và chính tai em nghe đó thưa chị, là họ cũng có nói rằng là chúng ta nên có những cái đồ dự trữ ở nhà, chúng ta nên có đầy đủ thức ăn, thức uống, trường hợp mà chợ búa phải đóng cửa hay trường học đóng cửa thì chúng ta cũng có sẵn những cái đồ đó. Như vậy thì người ta cũng khuyến khích mình đi mua đồ dự trữ mà. Đồ dự trữ khoảng một tháng được rồi. Thì cũng giống như mà người ta báo động ở California là động đất thì lúc nào mình cũng phải có một cái bọc bên mình, có những cái thức ăn mà tạm trong một hai tuần lễ đó. Rồi và nước uống thì thật sự người ta nói cái lúc mà khẩn trương quá thì mình cũng có thể dùng cái nước mà trong cái cầu tắm đó, cầu tiêu đó, cái phía mà nước mà để mình giật mình đó, cũng có thể mình nấu lên để mình uống tới lúc đó mà. Cho nên á, trên mạng đó thì cũng có nhiều người comment ở trên mạng khi mà họ coi những cái clip mà cảnh đi mua hàng hóa giành giật nhau, có người mua cả 10 cái thùng giấy vệ sinh, có người mua cả 5-6 bao gạo trở về như vậy đó. Thì cũng có nhiều người nói biết được đâu cái người đi mua đó là người của một chủ một cái nhà hàng lớn nào đó, họ cần những cái supply này cho nên mà họ đi mới đi mua nhiều. Nhiều khi chúng ta vơ đũa cả nắm đó, mình nói luôn cái người đó đấy thì tội nghiệp người ta. Rồi cũng có người nói rằng là mua vừa đủ thôi, chừng 2 tuần 3 tuần là vừa rồi, tại vì thế nào chính phủ cũng lo cho mình mà, làm đâu có sợ chết đói đâu mà sợ. Thì có người nói tại sao người Á Đông mình lại ích kỷ như vậy, vơ vét hết không để dành cho người khác. Rồi có người còn so sánh như là những cái shopping ở bên Nhật khi gặp những cái tai nạn xảy ra đó thì người ta mua chỉ vừa đủ thôi và để cái phần đó còn lại cho những người cần thiết ở phía sau hơn. Cũng có nhiều người nói lắm, có người nói là lo xa quá đáng. Đúng rồi. Đó. Thì đây nè, kính thưa quý vị, cũng như là Trường để Băng Châu đọc một cái đoạn comment của một người bạn trên Facebook rất là hay. Lại nói về COVID-19. Qua nay lên mạng thấy bà con đá đít nhau ba cái vụ dự trữ lương thực hay không thèm trữ lương thực mà mình đau hết cả người. COVID đang bom mem tới mà bà con mẻ đầu sức tráng một mớ rồi. Chốt lại thì không biết cách nào chống giặc. Nội bộ như là ông vỡ tổ. Mình thấy nhiều ý kiến trái chiều nhau về việc dự trữ lương thực hay là không. Hay là mình có nên có chút ý kiến về thế này? Quan điểm cá nhân nha, nếu không ai cùng quan điểm thì cũng bỏ qua cho, để thế giới hòa bình. Vì CDC, tức là Center for Disease Control, Trung tâm Dịch bệnh Phòng ngừa của Hoa Kỳ đó, cũng có khuyến cáo là bà con, dân chúng Hoa Kỳ nên chuẩn bị đối phó với mùa dịch để đề phòng những vấn đề ngoài ý muốn. Cho nên dự trữ thức ăn cho 2 tuần thôi. 2 tuần thôi. Dạ, một bịch gạo 50 thao em với lại nghĩ là nấu 2 tháng đó chứ. Thứ nhất á, là Hoa Kỳ sẽ không có hàng cửa để nhốt dân trong nhà như ở Vũ Hán. Thứ hai, Mỹ là quốc gia giàu có về nguồn lương thực. Nếu cho trồng trọt và sản xuất thả ra không hạn chế thì chỉ riêng tiểu bang California có thể cung cấp lương thực cho cả thế giới. Đây là lý do vì sao California đứng thứ 5 trên toàn thế giới so với các quốc gia đó, trong đó có Nhật nè, Đức nè, China và ngay cả toàn nước Hoa Kỳ luôn, thì không có chuyện chết đói ở Mỹ. Cậu nói rất là hay. Rất là hay. Nhưng mà thưa với quý vị, cơ quan kiểm dịch của Hoa Kỳ đó, ngành ngừa kiểm dịch của Hoa Kỳ có nói rằng là họ nhấn mạnh lại nhiều lần đó là về cái vấn đề mua khẩu trang. Họ nói rằng là người mạnh khỏe thì không nên đeo khẩu trang, không cần phải mua khẩu trang, không phải dự trữ khẩu trang luôn nữa. Là tại vì chỉ có những cái người mà bị bệnh hoặc là nhân viên y tế mà giúp đỡ những người bị bệnh hay là những người chăm sóc trong nhà thương vân vân đó thì họ mới cần tới cái khẩu trang. Cho nên không cần phải hoảng hốt mà đi gom hốt tất cả những cái khẩu trang ở tất cả các chợ.
Làm như vậy thì tình hình khẩu trang nó sẽ bị khan hiếm, người cần thì không có mà người có thì lại không xài tới, tại vì chưa đến lúc phải xài. Cho nên họ nói rằng là, và đặc biệt nữa là khi chúng ta không có một cái bệnh gì hết, chúng ta khỏe mạnh mà chúng ta đeo khẩu trang như vậy đó, nghĩ rằng là sẽ phòng ngừa được những cái bệnh dịch, nhưng mà thật ra cái đó là một cái ổ dịch mà chúng ta không biết tới. Mỗi khi tay chân chúng ta đụng vô cái khẩu trang thôi là đã để lại một những cái số vi trùng rồi, mà chúng ta cứ đeo nó cả ngày như vậy đó thì rất là hại. Cho nên không cần phải có khẩu trang, chỉ cần có dự trữ lương thực 2 tuần lễ thôi là vừa rồi thưa quý vị. Em nhưng thấy, mà Trường biết không, cũng như là kính thưa quý vị, mình thấy là các đài truyền hình Hoa Kỳ, các đài Việt Nam ở đây cũng vậy. Mình thấy trên báo chí, trên mạng xã hội, cái quan trọng nhất vẫn là sao? Rửa tay thật là sạch. Mỗi khi mình làm cái gì bây giờ, cái vấn đề rửa tay thật là sạch. Và 20 giây nha quý vị. Nghĩa là mỗi lần mình đi vệ sinh hay là mình bất cứ mình muốn ăn uống gì đó, mình rửa sạch tay. Rồi bên cạnh đó cũng rất là vui, có nhiều người chia sẻ những cái phương thuốc này thế kia. Băng Châu nghĩ cái đó cũng không cần thiết. Dễ nhất là mình đến gặp bác sĩ gia đình, đúng không? Cái đó là quá dễ. Cái nước rửa tay hiện thời thì CVS, Walgreens, Costco, nhiều chỗ đã hết cái nước thuốc để rửa tay rồi. Cái gọi là cái nước tẩy trùng gì đó, tẩy trùng mà 99.9% giết được những con vi khuẩn đó. Thì cái nước đó đã hết, khi nào có lại thì quý vị nhớ mua. Nhưng cái nước đó là cái quan trọng nhất, hơn là khẩu trang luôn nữa. Chúng ta đụng chạm chân tay chúng ta một ngày bao nhiêu lần vô cái nắm cửa, tiền nữa, tiền mặt nè. Đó, rồi nhiều thứ lắm chúng ta đụng tay vào. Thì đó là những cái nơi mà nó có thể có vi trùng. Chúng ta nên, sau khi đó chúng ta nên thoa một ít cái nước rửa tay khô đó, nước tẩy trùng đó, chúng ta cho nó sạch sẽ thì bảo đảm là nó không lây lan. Chứ mà khẩu trang thì cũng không có bác sĩ đi kia đeo khẩu đúng trang rồi vô trong người rồi bịt mặt, bịt mũi, mặc mua cái bộ đồ mà gọi là để bảo vệ đó mà cũng còn bị lây nhiễm nữa mà. Cho nên thưa quý vị, đặc biệt đó là sáng ngày hôm nay, Los Angeles, thành phố Los có một cái họp báo. Họ cho biết rằng là cái quan trọng nhất là vấn đề y tế cá nhân, vệ sinh cá nhân là quan trọng nhất. Và khi mà quý vị có bị bệnh, dù nhẹ đi nữa thì quý vị cũng nên ở nhà, đừng đến những cái nơi mà có những cái người bệnh khác. Rồi làm khi mà chúng ta bị bệnh như vậy, mặc dù là nhẹ nhưng mà gặp những cái người mà yếu sẵn rồi đó, thì cái bệnh đó làm cho người ta nặng hơn. Cho nên, và họ nói rằng là yêu cầu các công sở, các hãng xưởng sửa lại cái quy tắc về vấn đề mà xin nghỉ bệnh đó, phải cho họ là có cái quyền khi thấy người trong người không được khỏe thì có quyền ở nhà, và khi đi làm lại thì không cần có giấy bác sĩ. Tại vì hiện tại bây giờ cái dịch bệnh là cái quan trọng hơn là cái mà phải đi làm rồi phải đi tới bác sĩ xin giấy để đi làm trở lại thì nó mất công cho người ta đó. Thì thật sự bây giờ ngay cả Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cũng chưa biết nó ra thế nào. Nhưng có một điều đó, nãy trở lại cái câu chuyện mà nãy Nguyễn Trường có kể là một cái người đã chết khi đi du thuyền Princess từ San Francisco qua Mỹ Tây Cơ đó, mà chết đó là, thì bây giờ bà nằm ở cái bệnh viện Kaiser, thì hiện giờ nghe nói là các nhân viên và y tá trong đó có 15 người đang bị cách ly. Đó, thành ra cái vấn đề nó, cái này người ta rất là lo sợ là nó lây lan. Mình không biết ở đâu, như Trường nói là có thể mình cầm cái tiền, mà cái tiền á, tiền mặt là truyền qua từ tay này qua tay kia. Đó, rồi mình đi vào những cái chỗ đông người, những cái nắm tay hay những cái cửa mở là đều, bây giờ người ta nói tốt nhất là trong bóp mình lúc nào cũng có giấy, để mà khi mình vào những chỗ đó đó thì mình sẽ lấy cái giấy mình mở. Sáng hôm nay thì cuộc họp báo ở trên thành phố Los á, họ nói rằng là những cái gọi là bắt tay bắt chân đó, hay là ôm nhau một cái đó, hugging đó, thì nên hạn chế lại. Chúng ta gặp người lạ lạ mà chúng ta không quen biết đó thì đứng cách xa chừng 1m 2m đi, đừng có đứng gần quá, và đừng có bắt tay thường xuyên nữa, đừng có ôm nhau một cái thường xuyên nữa. Mặc dù đó là biểu lộ tình cảm, nhưng mà thật ra thưa quý vị, thời buổi này dịch bệnh không ai biết được là ai có bệnh hay không, rồi ai đã ủ bệnh trong người nữa. Tại vì con vi trùng này tới 14-15 ngày sau mình mới phát ra được cái triệu chứng là mình bị ho, bị khó thở, bị sốt nóng. Cho nên bớt lại một tí. Rồi họ cũng có nói rằng là tất cả những cái hội hè, những cái khu vui chơi đó mà đông người đó, thì hiện tại cũng có nhiều cái chương trình đã bị hủy bỏ rồi. Cho nên họ nói rằng là tới giờ phút này nên tránh đi những trường hợp tụ tập ở chỗ đông người.
Đúng rồi, cho nên mình thấy cái phim mà đang rất là ăn khách đó là No Time to Die. James Bond thì phải dời lại cho đến tháng 11 lần. Don't want to die hả? No, no time to die. No time to die. No time to die. Cho nên thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình Nguyễn Trường Băng Châu Talk Show. Và cái đề tài ngày hôm nay là cái đề tài đang nóng hổi ở trên mạng. Vô tình là những YouTuber và những Facebook đang quảng cáo dùng cho đủ thứ chợ hết. Nào là Costco, Sam's Club, Walgreens, Walmart, rồi chợ Việt Nam mình nữa, được quảng cáo free. Đúng rồi. Về vấn đề mà bà con mình đi mua đồ dự trữ lo xa về vấn đề đại dịch Corona.